Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 288 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Cát 1736-2024, tối qua ngày 23 tháng 2 tại nhà lưu niệm Tiêu đàn Chiêu Anh Cát, thành phố Hà Tiên tổ chức chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024 và họp mặt giao lưu văn nghệ sĩ của tỉnh Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và tỉnh An Giang. Trải qua nhiều thế hệ, các bậc tiền nhân đã mang văn hóa, mang thơ đi mở cõi, trong đó dấu ấn quan trọng ở phía Tây Nam. Có thể nói đó là việc thành lập Tao đàn Chiêu Anh Cát vào mùa xuân năm Bính Thìn 1736, với 10 bài sướng viết về 10 cảnh đẹp của Hà Tiên do chủ soái Tao đàn, vị tổng binh, nhà thơ Mạc Thiên Tích nêu lên, và đã có 31 danh sĩ thi nhân từ xứ Đàn Trong và cả Trung Hoa họa lại để in thành tập Hà Tiên Thập Vịnh. Từ khi mới thành lập, Tao đàn của xứ Hà Tiên đã mang đậm tinh thần Chiêu Anh. Chính vì thế mà anh tài các nơi đã tụ hội về đây cùng nhau sướng họa. Mỗi dịp xuân mới, những người yêu thơ trên khắp mọi miền đất nước có dịp thưởng thức và tham gia các hoạt động nghệ thuật độc đáo tại Ngày thơ Việt Nam. Dù nằm ở cái vị trí cuối cùng của phía Tây Nam Tổ quốc, nhưng Kiên Giang là cái vùng đất của thơ ca từ xa xưa. Chúng ta rất là tự hào cái vùng đất Hà Tiên mà chúng ta đang ngồi ở đây là cái nơi Tao đàn Chiêu Anh Cát, một trong hai cái tao đàn lớn nhất của Việt Nam. Họp mặt giao lưu văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Cát là một hoạt động rất có ý nghĩa được đảng bộ chính quyền thành phố Hà Tiên duy trì hàng năm. Dưới ánh trăng, các văn nghệ sĩ khắp nơi trên địa bàn tỉnh như thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương, huyện Giang Thành và kể cả văn nghệ sĩ ngoài tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang cùng tập hợp về thành phố Hà Tiên cùng giao lưu sướng họa, tiếp nối truyền thống Chiêu Anh xưa nhằm sáng tạo những tác phẩm ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên cũng như sự nghiệp bảo vệ và phát triển một vùng đất biên thùy của Tổ quốc. Tôi nghĩ rằng thì không những cái Tao đàn Chiêu Anh Cát ở Hà Tiên không đâu, mà thông qua cái hội tao đàn này nó sẽ lan tỏa ở khắp nơi và nó sẽ gặt hái được nhiều thành công. Tôi điểm thêm cái vốn thơ ca của Hà Tiên nói riêng và cả nước nói chung. Rất là hân hoan, cảm thấy là mình được sống ở cái nơi có nhiều cảnh đẹp Hà Tiên Thập Vịnh, thì bản thân luôn cố gắng công tác cũng như là cố gắng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để mình diễn tả cảm xúc yêu cảnh đẹp thiên nhiên của Hà Tiên thông qua những cái dần thơ cũng như là những lời ca ngợi về cảnh sắc thiên nhiên mà Hà Tiên đã được có. Qua cuộc giao lưu của cái đêm nguyên tiêu này thì được gặp gỡ các anh chị em văn nghệ sĩ và một cái đêm trăng đẹp như thế này thì cũng gây nhiều cái cảm xúc cho mình. Và năm nay mình cũng có sáng tác một cái bài thơ để tham dự cái cuộc thi thơ vào cái Ngày thơ Việt Nam. Bài thơ được mang tên là Đêm trấn biên nở một nụ rầm viên. Tại buổi họp mặt, các đại biểu, các văn nghệ sĩ thực hiện nghi thức hái lộc đầu xuân cùng chúc nhau một năm mới Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.